chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thân thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh Cha thật, để sau đời khổ ai được cùng Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và Thánh Ca Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây xin mời vị đại diện của các đôi kỷ niệm hôn phối hôm nay lên có đôi lời cảm tạ và tri ân đến quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Xin mời vị đại diện. Trọng kính quý cha, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý chức ban hành giáo, quý vị trong giới gia trưởng, quý vị trong giới hiền mẫu, quý vị trong ca đoàn và thánh Anna, quý vị trong ban kim nhạc, quý vị trong ban phòng thánh và các em lễ sinh cùng toàn thể cộng đoàn thân mến. Trong bầu khí hân hoan vui mừng của cả nhân loại đón mừng Chúa Giáng sinh, giáo hội mời gọi con cái người hướng về một gia đình thánh là khuôn mẫu cho một gia đình. Trong tâm tình đó, lời đầu tiên con xin phép thay lời và đại diện cho các gia đình kỷ niệm hôn phối hôm nay dâng lên quý cha, quý tu sĩ và toàn thể quý vị lời chào kính yêu thương và trân trọng nhất của chúng con. Giáo hội mừng trọng thể lễ thánh giao thất hàng năm không chỉ nhằm ca tụng tôn vinh ba đấng thánh trong gia đình Nazareth, mà còn là dịp nhắc nhở mỗi người tín hữu chúng con biết chiêm ngắm noi gương gia đình thánh gia. Nơi gia đình ấy, vẻ đẹp thánh thiện và gương mẫu đã được Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu sống trọn vẹn cả hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại, cùng với thánh gia để tiếp tục ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi trần gian. Chúng con cũng được mời gọi sống ơn gọi hôn nhân, chu toàn bổn phận trách nhiệm của mình nơi gia đình và trổ sinh những hoa trái tốt lành. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn, để có được niềm hạnh phúc và hân hoan trong ngày kỷ niệm hồng phúc hôm nay, con xin thay lời và đại diện cho các gia đình xin tri ân quý cha đã dâng thánh lễ và cùng chúng con chung lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời tạo điều kiện cho phép chúng con tổ chức thánh lễ kỷ niệm hôn phối thánh thiêng này. Chúng tôi xin cảm ơn quý chức ban hành giáo, giới gia trưởng, giới hiền mẫu, ca đoàn và thánh Anna, ban kim nhạc, ban phòng thánh, ban lễ sinh và các đoàn thể đã hỗ trợ cộng tác phục vụ để thánh lễ tạ ơn chiều nay được cử hành trang trọng và tốt đẹp. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý cụ, quý ông bà, các em thiếu nhi và cộng đoàn đã hiện diện, hiệp ý dâng lời cầu nguyện và chúc mừng cho chúng tôi. Mến chúc các gia đình kỷ niệm hôn phối hôm nay luôn biết sống noi gương gia đình thánh, tích cực tham gia đời sống giáo hội theo thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm phục vụ 2024 và mãi thăng tiến trong đời sống hôn nhân gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng qua lời bầu cử của gia đình thánh gia ban muôn hồng ân, sức khỏe và bình an trên quý cha, quý tu sĩ và quý vị. Ông bà xưa có câu: xuân khứ, xuân lai, xuân bất tận, xuân đi, xuân lại, mãi còn xuân. Trước thềm năm mới, năm 2024, chúng con xin chúc quý cha cùng toàn thể quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúng con xin chân thành cảm tạ. Và trong tâm tình cảm tạ tri ân quý cha, các gia đình hôn phối chúng con cũng có một lẵng hoa để dâng lên quý cha. Xin mời quý cha nhận cho chúng con.
thay lời cho quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn một lần nữa vô trong bàn tay thật lớn chúc mừng các gia đình kỷ niệm hôm phối hôm nay. Cảm ơn quý tư bàn giáo cũng như các đoàn lễ xin phòng áo âm thanh cắn tiết, gia trưởng hiền mẫu, mọi người đã cắt này cắt khác đã công tác để cho thăm lễ hôm nay được gặp ràng tốt đẹp. Xin cảm ơn sự hiện diện của mọi người và giờ đây chúng ta đứng đón nhận phép lành cuối lễ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.